Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 109 ngày 22 tháng 10 năm 2024 yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tăng cường tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai. Một số tỉnh thành tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn Luật Đất đai rất chậm. Công điện nêu: Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 105/CDTTG gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Đến nay, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 trên 63 tỉnh thành phố đã ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai theo thẩm quyền của địa phương, trong đó tỉnh Hải Dương và tỉnh An Giang đã ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Thành phố Đà Nẵng, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tuy nhiên, còn một số tỉnh, thành phố tiến độ ban hành văn bản còn rất chậm, gồm thành phố Hải Phòng và các tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắc, Bến Tre, Sóc Trăng mới ban hành từ 2 đến 5 trên tổng số 20 nội dung được giao trong luật. Việc các địa phương chưa ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền đã hạn chế hiệu quả của việc triển khai thi hành luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính hiệu lực hiệu quả trong thực hiện các chính sách mới của luật đất đai. Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắc, Bến Tre, Sóc Trăng chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành luật đất đai. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung đã chỉ đạo tại công điện số 105 CDTTG ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo triển khai thi hành luật đất đai, trong đó phải tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết được giao tại luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2024, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để nếu chậm chế ban hành các văn bản nêu trên. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi đôn đốc các địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Giao phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm hiệu quả công điện này. Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc các bộ cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2024 quy định về việc lập quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính. Thông tư này quy định về việc lập quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện, xã, phường, thị trấn cấp xã. Nguyên tắc lập quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính. Theo thông tư quy định, hồ sơ địa giới đơn vị hành chính được lập khi nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quyết định của cấp có thẩm quyền về xác định địa giới đơn vị hành chính tại khu vực chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành hoặc trường hợp cần thiết phải xây dịch vị trí cắm mốc địa giới đơn vị hành chính ở thực địa trong đó thực hiện lập mới hồ sơ địa giới đơn vị hành chính khi đơn vị hành chính được thành lập nhập chia theo quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện chỉnh lý hồ sơ bổ sung địa giới đơn vị hành chính đối với đơn vị hành chính không thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên. Việc lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính thực hiện theo quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật về kỹ thuật xác định đường, địa giới đơn vị hành chính, cắm mốc địa giới đơn vị hành chính và lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ địa giới đơn vị hành chính thực hiện theo quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật về lưu trữ, trình tự lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính đánh giá hiện trạng địa giới đơn vị hành chính và hồ sơ địa giới đơn vị hành chính căn cứ văn bản của cấp có thẩm quyền về thành lập giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính văn bản về xác định địa giới đơn vị hành chính tại khu vực chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính hoặc trường hợp cần thiết phải xây dịch vị trí cắm mốc địa giới đơn vị hành chính ở thực địa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng địa giới đơn vị hành chính ở thực địa và đánh giá hiện trạng hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp đang được lưu trữ quản lý làm cơ sở xác định hạng mục và khối lượng công việc cần triển khai thực hiện. Xác định địa giới đơn vị hành chính ở thực địa. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định đường địa giới đơn vị hành chính các cấp, vị trí cắm mốc địa giới đơn vị hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới đơn vị hành chính ở thực địa bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan và địa phương liên quan tổ chức xác định đường địa giới đơn vị hành chính vị trí cắm mốc địa giới đơn vị hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh có liên quan ở thực địa đối với trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về việc xác định địa giới đơn vị hành chính tại khu vực chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh và bàn giao kết quả lập bản đồ địa giới đơn vị hành chính gốc thực địa Căn cứ kết quả xác định đường địa giới đơn vị hành chính, vị trí cắm mốc, địa giới đơn vị hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức chuyển vẽ lên bản đồ địa hình, hệ tọa độ quốc gia hiện hành và cắm mốc địa giới đơn vị hành chính ở thực địa, đo tọa độ vị trí và đo độ cao mốc địa giới đơn vị hành chính, lập sơ đồ vị trí mốc địa giới đơn vị hành chính, hoàn thiện bản đồ địa giới đơn vị hành chính và ký xác nhận bộ gốc thực địa. Đối với đơn vị hành chính có đường biên giới quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các loại tài liệu pháp lý có liên quan về biên giới quốc gia để cập nhật đường biên giới quốc gia trên hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và đảm bảo đường địa giới đơn vị hành chính khép kín đến đường biên giới quốc gia, gửi lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi hoàn thiện bản đồ địa giới đơn vị hành chính gốc thực địa. Hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính Căn cứ bản đồ, địa giới đơn vị hành chính gốc thực địa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh của các đơn vị hành chính liên quan ký xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về kỹ thuật xác định đường địa giới đơn vị hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 10 năm 2024.